lên cặp loa là alo tôm của thứ này. Em dậy em chuẩn bị trong lúc anh em thợ chưa đến, bây giờ em phải chuẩn bị sẵn này quả súp Motivity bát 40 súp điện này để trả các bác này. Đấy, cặp loa Parodio bát 30, những cặp loa là laptop thì cái này bên em nhận rất là nhiều rồi, em chỉ còn đâu đó 4 cặp nữa thôi. Các bác nhanh tay alo cho em nhé, đây em test tạm hai chiếc đại diện để các bác thưởng thức chất âm, và tối ngày hôm qua em live trực tiếp cho các bác xem rồi. Một cái cặp loa rất đẹp, thương hiệu nổi tiếng của La Laptop, thương hiệu Mỹ. Và cặp loa giá 3 triệu tại cửa hàng. Nó đưa ra một chất âm các bác thấy mạnh mẽ và tiếng tép nó rất là đều. Đấy, dải tép nó đều đặn, nó toàn dải trên cái cặp loa La Laptop, trưng bày đẹp, nghe hay các bác nhá. Và cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và theo dõi. Hôm nay em làm video cực kỳ là sớm hơn hẳn mọi ngày do có công việc riêng của gia đình. Và cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và ủng hộ. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy này để được mua sắm những sản phẩm chất lượng nhất, tốt nhất. Và những sản phẩm hàng bãi thì có những sản phẩm các bác thích thì hãy mua luôn, không thì nó sẽ hết hàng. Ví dụ như là Laptop này, hoặc là Parodio. Còn những sản phẩm khác thì em đảm bảo các bác em rất nhiều. Còn những sản phẩm hiếm này không phải lúc nào cũng có nhá. Giá rất là yêu thương. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và ủng hộ. Sau đây em xin tạm dừng và trực tiếp bên em. Anh em sẽ đóng gói trả đơn các bác sớm nhất nhá. Và em đang chuẩn bị để đóng những cặp loa. Moti này thì không phải đóng, nguyên hộp luôn nhá. Em đã test rất nhiều, dây dợ đầy đủ cho các bác. Đây, Parodio sẽ đóng trả đơn các bác nhá. Đấy, bán những quả súp này thì bao giờ bên em cũng phải kèm theo cái dây tín hiệu. Đấy, trong đó thì thường là không có, chỉ có dây nguồn thôi. Nhưng bao giờ em kèm theo dây tín hiệu để các bác cắm. Cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ.